gà này, cho một tí chiên leo này, chấm vô cái muối này. Xin mời mọi người nha, mình thử miếng đã. Thơm ngon. Ăn với cơm nóng nó đã. Cái món này là chỉ có tốn bia thôi, nhưng có cái gì hết á. Mà hôm nay đi có mỗi hai vợ chồng à, buồn bã ngủ được. Thôi, hẹn dịp cả. Lúc này mình mới quay cho mọi người xem là đi dọn vệ sinh mấy cái mà người ta xả rác xong. Giờ mới nghỉ mệt xong, bây giờ quay lại làm cái ly chè, làm đồ tráng miệng. Mọi người biết chè này chè gì không? Đây là chè bưởi, bao ngon luôn. Để mình trộn cái chè lên này. Vợ mình khi mà có thời gian hay nấu chè này ở nhà ăn á, ngon lắm. Cái này thì mình mua. Đấy, đi cắm trại mà mọi người mà trong chỗ để đồ mà có chỗ trống á, đem mấy cái món này đi ăn mấy lúc rảnh rảnh này nè, ăn cũng vui. Rồi, bây giờ để mình ăn thử xem coi có ngon hơn vừa mình nấu nha. Cũng ngon. Thêm cái bưởi cơ nào. Chè này khá ngon đó. Khoai quả bán này. Chè bưởi Lisa Food ở Sunshine North. Ăn thấy ngon lắm mọi người. Đó. Thì bưởi ăn sật sật nó ngon. Tại có nhiều người nấu á, thì bưởi này nó có khi nó bị mềm quá, ăn ngon. Chứ cái này ngon này. Cái khúc bưởi á, cái vỏ bưởi nó bự. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Hôm qua lúc mình mới tới á, thì mình có cắt một ít củi để đốt cho đêm hôm qua với ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng vơi đi cùng một nửa rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi cưa củi tiếp cho đêm nay.
vậy chắc sáng ngày mai, mình về chắc không cần, nhưng mà cho đêm nay thì cũng không cần nhiều lắm đâu. Nhưng mà đi cắt bây giờ để chút nữa trời tối á, khỏi phải đi cắt. Thì đây là vẫn như bình thường cái hành trang của mình đi cắt củi. Đó. Có cái trolley. Vậy cái này thì cái thùng gấp lại được cho nó gọn. Rồi bỏ cổ vào đây mà bỏ cẩn thận là không sao cả, không bể đâu. Đây, còn cái này thì cái cưa của mình rồi. Đó. Cưa củi thì mình cứ kiếm mấy cái cây đổ rồi thì mình cưa thôi. Bây giờ là tới giờ ăn tối. Và tối nay là tụi mình có một món rất là đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với mọi người rất là lâu rồi mà hôm nay mới có dịp. Đó là món gà đi bộ nướng muối. Muối này là muối hạt nha. Đó. Muối biển nguyên hạt luôn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà nướng làm cái món gà nướng muối này. Cái đầu tiên quan trọng nhất là mọi người phải có cái nồi gang này này thì mình nướng cái món gà này được và mình nướng ngon được. Đó, rồi cho mình một con gà đi bộ. Gà trong này á, là vợ mình đã ướp với muối, tiêu và xả. Ướp từ đêm qua rồi. Đó, xong rồi để trong cái bịch này mang đi thôi. Rồi. Rồi có xả này. Chưa, có xả này. Có lá chanh này. Rồi cái rau răm. Đó, thì cái rau răm này á, là để ăn kèm nha. Rồi, bây giờ làm sao để làm món này. Thì á, trong này vợ mình đã để dây bạc và dưới cái lớp dây bạc này á là đã có muối, muối hạt ở đường dưới đó rồi, chưa? Thì bây giờ á, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem luôn này. Bây giờ cho cái muối hạt này nằm xuống dưới này trước. Rồi cái muối hạt này á thì mọi người xài một bịch này là 1 kg, là rải đều đường dưới này là được này, 2/3 đó, cho nó nằm đều. Chắc mình cho thêm 1 kg nữa. Chưa? Nướng kiểu này á, chút nữa ăn thơm nhức nách luôn. Mọi người xem xong video á, nếu mà ai làm thành công á thì nhớ thả cái bình luận cho tụi mình biết đấy nhá. Bây giờ cái xả này á là các bạn xếp ở dưới này. Mọi người xem xong video mà thực hiện được là nhớ cho mình biết nhá. Rồi mọi người xếp sao á, cho con gà nó đừng chạm xuống dưới này cái chỗ muối là ok. Rồi tiếp theo là lá chanh. Là chanh cho nằm trên mấy cái xả này nhá. Wow, là chanh thơm quá. Giờ cho con gà lên này. Cái công đoàn chuẩn bị để làm cái món gà nướng muối. Cái món này mình giới thiệu cho bạn mình rất là nhiều lần rồi. Rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình lau tay xong cái mình đóng cái nắp lại. Mình cho con gà này lên trên lò và nướng con gà này chắc cỡ khoảng 40 phút hả? Yeah, nướng con gà này cỡ khoảng 40 phút là ăn được. Đó. Thì khi mà nướng 40 phút là chín rồi á là cái nồi này nó sẽ giữ ấm rất là lâu này. Thì mình sẽ bỏ sang một bên. Xong cái mình đi qua mình nấu cơm.
trên cái lò lửa luôn đó. Rồi sau đó là ăn tối thôi. Rồi để bây giờ mình làm nha. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên đây. Đó là xong, cho nó ở trên cái lò lửa này cỡ khoảng 40 phút á là nó sẽ chín. Thì cho lên đấy rồi á, cỡ khoảng 30 phút mọi người kiểm tra, mở lên kiểm tra 30 tới 40 phút nhá, mở lên kiểm tra là nướng kiểu này á là chụp được cái thịt ba, thịt gà nó vàng mà nó đẹp, ngon lắm. Nói tới mà chảy nước miếng thôi. Trời, cái món này là cái món mà tâm đắc nhất của vợ mình làm mà mình thích á. Cho nên hôm nay mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết nhá. Bây giờ thì được cỡ khoảng 25 phút rồi. Mình sẽ mở ra xem ở trong này như thế nào nhá. Chưa. Cái này chắc cỡ 15 phút nữa. Ừ, nó bắt đầu vàng dần dần rồi này. Đó, và thơm quá. Ngay cái mùi thơm quá trời luôn. Lâu lắm. Lâu lắm rồi chưa ăn món này, trời nước miếng đầy miếng luôn. Đã thiệt chứ. Cái món này là chỉ có tổn bia thôi nhưng có cái gì hết á. Mà hôm nay đi có mỗi hai vợ chồng mà buồn bã ngủ được. Thôi. Hẹn dịp cả. Lúc này á là 30 phút thì mình có mở cái nắp ra kiểm tra thì thấy gà vẫn chưa được, cho nên là mình đợi thêm 30 phút nữa. Thì bây giờ là sau một tiếng này mình nghĩ là được rồi đó, để mình mở ra cho mọi người xem nhá. Wow. Thịt gà nó bắt đầu vàng đẹp rồi này, là như thế này là ăn được rồi đó. Ồ, nó thơm lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nồi xuống để cắt gà ra, xong rồi chuẩn bị ăn tối. Mọi người xách cái này thì nhớ cẩn thận mang găng tay nhé, chứ không là bỏng á. Rồi mình để đây. Wow, nó thơm. Thơm nhức nách luôn á. Thơm quá trời luôn. Mà gà này không bị khô nha mọi người. Wow, mỏng nước luôn á. Trời ơi, ngon quá trời quá đất luôn. Rồi bây giờ để mình cắt cái gà xong rồi rồi. Con này khôn gớm. Cắt cái gà rồi. Quay tiếp cho mọi người xem nhá. Gà này ấy, thì thường vợ mình làm cái đồ chấm này này. Thì cái này á là vợ mình sử dụng là muối hồng này, ớt quả này, rồi tiêu xanh này, đường này, rồi một ít sữa đặc hả, rồi tỏi này, có cái gì nữa á, rồi lá chanh đó, là sẽ trộn lại với nhau, rồi cái muối hạt này á thì cho vào cái cối á, xong rồi đâm nó nhỏ ra. Nhưng mà đừng có đâm mình nhá, để nó còn hạt như thế này á là lấy đi chấm gà là bà đào luôn á. Cái muối này này thì chấm gà hay chấm hải sản là đều ngon hết nhá. Nhìn cái đĩa muối về cái gà sau này là thôi chảy nước miếng. Rồi để bây giờ mình múc cơm. Trời lạnh lạnh, có cơm nóng rồi. Gà này cho mình đi chia leo này. Chấm vô cái muối này. Đó. Rồi. Xin mời mọi người nha, mình thử miếng đã. Thơm ngon. Ăn với cơm nóng nó đã. Làm thêm miếng gan ạ. Gan nó mềm mà mọi người ạ.
Ngon cực kỳ luôn. Nếu mọi người mà coi clip này mà làm theo tụi mình mà thành công thì nhớ comment cho bọn mình với nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Xin chào mọi người, đây là cái buổi sáng cuối cùng trong cái chuyến đi cắm trại này của vợ chồng tụi mình. Thì tụi mình mới thức dậy. Bây giờ là sẽ dọn dẹp cái khu cắm trại của mình, xong rồi pack đồ lên trên xe và chuẩn bị đi về. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái lò lửa của mình, và khi mà mình về, mình sẽ clean up và dọn dẹp nó như thế nào để nó không bị dơ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ clean up cái lò lửa của mình nha. Cho mọi người xem ở trong cái lò lửa này. Đó, là nhìn nó tan hết như vậy rồi. Nhưng mà khi mình để tay mình vào á, là mình vẫn thấy nó hơi ấm ấm. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy mấy cái tro này ra hết này. Đằng dưới cái lò của mình á, là nó có cái lỗ. Mình sẽ cao xuống cho cái tro nó ra hết. Xong chút nữa mình sẽ dồi nước vào. Đó, thì mình đã clean trong này sạch sẽ rồi này. Cho mọi người xem này. Đó, bây giờ mình chỉ cần lấy nước dồi nữa thôi là nó sạch bóng luôn. Đó, là để lên xe là nó không bị kiểu nhỏ nôi này nó đen xe á. Đó, mà bây giờ xuống dưới sông lấy nước. Thì như bình thường mà lấy cái xô xuống dưới mé sông á thì nó trơn trượt, nó nguy hiểm lắm. Thì bây giờ mình có cái chậu bằng vải du này, gập lại rất là gọn, nó nhỏ xíu như thế này thôi mà nó 10 lít này. Đó, mình giới thiệu cho mọi người luôn. Cái túi này á là của cái hãng Sea to Summit này. Thì nó rất là tốt và nổi tiếng về những cái đồ mà gọn nhẹ để cho mấy người đi hiking. Đó. Rồi bây giờ mình mở cái túi ra cho mọi người xem nhá. Thấy chưa? Nằm trong cái bọc nhỏ xíu mà có cái túi. Cái chậu này, nó bự này. Mà cái chậu này á là cái chậu nó gọi là kitchen sink, là để rửa bát này nó á, là để nước vào trong này. Xong cái nó từ bài lần nó không bị đổ nước ra. Dạ. Để chút nữa mình múc nước xong mình thử cho mọi người xem nha. Đấy, rất là tiền luôn đấy. Mà để gòn trong xe nữa. Rồi bây giờ mình chỉ cần một cái cọng giấy thôi. Xong cái mình buộc vào đây. Ok. Rồi. Giờ làm sao lấy được bằng cái này này. Máng bị ở chân. Đấy, cái này á, thì chỉ cần ném ra như vậy thôi. Xong kéo vào. Thấy khỏe không? Là có một cái chậu nước đây này. Chưa? Khỏi phải cúi xuống dưới này, vừa đau lưng mà vừa trơn trượt nguy hiểm, lỡ trời lạnh lạnh té xuống sông là thôi rồi. Đây, cho mọi người xem này. Đó, thấy chưa? Là mình múc nhiều lắm á, bình thường mình múc nhiều như vậy đâu. Nhưng mà, đó, nó từ đứng thẳng luôn, chưa? Yeah. Chén bát đồ ăn uống đi cắm trại á, là để trong này ngấm, xong cái rửa là ok. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ dồi nước cái này. Rồi, một lần mình clean như vậy mình sạch cỡ khoảng 2-3 số á, là nó sạch. Rửa phía trên xong, lật ngược phía dưới lại rửa là ok. Đó. Rồi, cho mọi người xem này. Cái này làm bằng chất liệu stainless steel á, cho nên là rửa như thế này là nó sạch mà nó không bị rỉ đấy. Mà nó chút nữa để đến xe nó không bị mấy cái nhỏ nôi, thường thường đốt củi đốt khói là hay bị nhỏ nôi á, thì cái này không sao cả. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước để mình dập cái than này hả, chứ không nó còn nóng lắm. Các bạn dập than này á thì nhớ cẩn thận, tại vì nếu các bạn đi cắm trại trong một cái khu cắm trại mà người ta thấy bạn cắm trại ở đấy á, mà thấy xe biển số của bạn rồi á, rồi khi mà thấy bạn về xong rồi nhờ người ta có tới, người ta không tin tưởng á, người ta có tới kiểm tra cái chỗ mình đốt lửa, xong rồi thấy chỗ này còn nóng như vậy
là người ta sẽ report về cái biển số xe của mình, là mình cũng có thể bị phạt. Cho nên là dập lửa cẩn thận. Chứ ở Úc là tình trạng cháy rừng á là xảy ra rất là nhiều, cho nên là phải cẩn thận. Nhìn vậy nhưng mà còn nóng lắm á, cho nên này mình thử để tay mình vào trước là thấy nó ấm mà. Lúc mà mình cào mấy cái than này đó này là nó lên lửa mà. Bây giờ phạch cái này lại rất là gòn luôn. Nếu mà các bạn mà có thời gian á thì phơi khô cái này xong cái phạch lại là hợp lý nhất. Đó là nó gòn lắm. Giờ cho vào cái bịch. Đấy, như mới chưa? Quá gòn luôn. Đằng dưới này là có cái lỗ để cho thoát nước nếu mà có nữa này. Đó, cho nên mình rất là thích cái hàng này luôn. Nó rất là smart luôn đó. Gòn nhẹ chưa? 10 lít để rửa chén, để múc nước về xong. Quá hợp lý luôn. Đây, mọi người thấy cái lò lửa của mình là sau khi rửa xong, bây giờ để một chút xíu là nó khô rồi chưa? Hả? Ở trong là sạch sẽ luôn á. Đấy, là lần sau vạc đi cắm trại là như mới. Đợt này vợ chồng mình đi thì cắt gỗ khá nhiều, cho nên hôm nay về thì còn dư từng này. Đó. Mong là người sau họ tới sẽ có một ít gỗ để xài. Chừng này á, xài một đêm chắc là đủ. Để sưởi ấm thì chắc là đủ. Đó. Mà tụi mình bây giờ thì pack đồ cũng gần xong rồi, chuẩn bị lên đường để đi về lại Melbourne. Tụi mình mới dọn dẹp xong, mọi thứ đã sạch sẽ, rác là đã đem về nhà mà không xả rác bừa bãi. Đó, thì xe mình cũng đã pack xong xuôi. Đó, thì quay lại cho mọi người xem một lần nữa là bữa trước mình có review cho mọi người xem cái tray để mà chở đồ thì rất là gọn luôn. Đó, chắc chắn luôn. Và mình có đem tới nơi chỗ làm của mình để mà mình đồ lại. Khi mà mọi người thấy cái này lúc mà mua về là nó được chắc như bây giờ. Thì mọi thứ là đã pack xong xuôi. Đó, mấy cái đồ mà recovery track á thì mình để trên cái chân. Rồi cái thang và cái xẻng của mình thì mình để trên chân luôn cho nó gọn. Tại vì là mấy cái đồ này sẽ bị dơ á, cho nên tương lai nó sẽ nằm ở đó luôn. Đó, còn bây giờ quay kỹ cho mọi người lại. Còn bây giờ quay kỹ cho mọi người xem là mình đồ cái gì ở nơi hàng này. Thấy chưa? Là mình để cho cái tray này nó cao lên, nó cách xa mặt đất, là để thêm một cái khung sắt ở đằng dưới nữa để cho nó support, cho nó cứng hơn. Đó. Rồi, thì vlog này của tụi mình sẽ kết thúc ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái chuyến đi này của tụi mình. Và mong hẹn gặp lại mọi người vào những chuyến đi tới tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Nếu mà mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh. Nhấn chuông theo dõi để ủng hộ cho tụi mình nha. Tụi mình là YNK Adventure.